Theo phong tục truyền thống của người Việt, khi cưới gỏi, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau trải qua ba nghi lễ quan trọng, theo thứ tự là dạm ngõ, ăn gỏi và đón dâu. Trong đó, lễ dạm ngõ là nghi thức đánh dấu buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai gia đình, để cha mẹ hai bên tìm hiểu về hoàn cảnh, điều kiện và gia phong mỗi nhà, từ đó đưa ra quyết định về chuyện hôn nhân của cặp đôi. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, lễ dạm ngõ không còn quá phức tạp mà đã được giản tiện đi nhiều, nhưng vẫn cần đảm bảo các thủ tục và lễ vật cần thiết và có tính chất vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, nhà trai cũng cần chuẩn bị một số tiền gọi là tiền dẫn cưới hay còn gọi là nạc tài, lễ đen, tiền xin cưới, thách cưới. Mang ý nghĩa như một món quà, thay lời cảm ơn dành cho nhà gái vì đã có công sinh thành, nuôi dưỡng cô dâu. Mới đây, trong trao hội khẩu nghiệp với gần 800.000 thành viên lan truyền câu chuyện về một cô gái được nhà chồng tương lai dạm ngõ với số tiền thách cưới 99.000 đồng khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Bà chị mình hôm nay dạm ngõ, được quả trát và 99k của nhà chồng. Bà chị mình buồn bã khóc hết nước mắt, gia đình còn bắt hủy hôn vì cho rằng như thế là quá coi thường nhà gái. Thấy vậy, chị mình còn nói đỡ hộ rằng mai mới là lễ ăn gỏi chính thức. Lễ dạm ngõ với 99k tiền thách cưới khiến dân mạng dậy sóng. Chị ấy cũng đã phải năn nỉ chồng rằng cứ bỏ vào 999k đi, coi như là lòn trước mặt bố mẹ vợ thôi rồi chị ấy sẽ trả lại hết, nhưng ông ấy nhất quyết không đồng ý. Còn nói chị mình là làm khó gia đình ông ấy. Đến khổ, không biết mai cưới xin thì như thế nào. Nếu vẫn là 99k nữa thì chắc cũng đến nước đòi lại dâu mất thôi. Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với hàng nghìn bình luận. Rất nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của chủ nhân câu chuyện, cho rằng nhà trai quá kẹt sĩ và thậm chí còn khuyên cô dâu bỏ đi. Kiểu này thì đúng là không tôn trọng nhau thật. Có khó khăn về kinh tế thì nói với nhau một lời còn đỡ xấu hổ hơn là làm thế này, tài khoản quận tờ. Bình luận. Theo phong tục thì tiền thách cưới là để giúp nhà gái trang trải các chi phí trong đám cưới và để cô dâu lo chuyện nhà chồng tương lai. Vẫn biết hạnh phúc là quan trọng nhất và tiền thách cưới chỉ là tượng trưng, nhưng chỉ 99k thì chẳng trang trải nổi chi phí nào cả. Chỉ thương cô dâu, bạn ca. Bình luận. Khiếp, chưa về ở với nhau mà chồng bạn đã thế rồi thì cuộc sống tương tai sẽ vất vả lắm đây. Là mình thì kể cả là mai cưới mình cũng sẽ tự động hủy hôn chứ chẳng cần bố mẹ phải ép, tài khoản tờ. Nguyện gay gắt. Câu chuyện hiện vẫn nhận nhiều chú ý trên.